Đây nè, cái miệng dính gì nè, đây nè. Ồ, cái miệng dính gì á? Các mẹ coi. Miệng dính gì không biết luôn hả? Kỳ gì ta, răng cái miệng dính chi kỳ đó hè. Trời ơi, mới sơn móng tay mới nữa hả? Trời ơi, móng tay. Ai sơn móng tay chơi á? Ai sẽ muốn tay chơi gì vậy? Ai sẽ muốn tay chơi á? Nói mày nghe rồi. Ai sơn chơi á? Cứ bà. Cô chú biết sao không? Chơi đang rất là weird. Là tại vì chơi cần được nap, chơi cần được ngủ, mà tới bây giờ là 7 giờ tối rồi mà chơi chưa ngủ nữa. Nên là từ hồi sáng dậy tay chơi dậy từ lúc 9 giờ. Ba nè. Mà bận quá rồi đi vòng ba vòng. Ba nè mẹ ơi, ba nè. Tao bậy không đó, ông già chứ ba đâu ba. Ông già. Ông già. Ông già bắt con nít chứ. Ông già bỏ. Bỏ mà bỏ. Bỏ vô trong bên kia. Bỏ vô đâu? Bỏ vô đó. Ông già bỏ gì vô? Bỏ gì vô? À, ông già không có bỏ cái bao phải không? Không. Chứ sao? Ông già bỏ. Bỏ tất rồi. Là sao mẹ không hiểu? Bỏ lên xe. Bỏ lên xe. À, ông già bỏ lên xe làm sao? Bỏ lên xe. Bỏ bác. À, rồi ba ra kìa. Ba ra kìa. Ba mua đồ ăn cho nó kìa ra kìa. And hello, so I can take, this is like the last cats. Box like this there. They haven't been able to make any cat it's food because of the corona. They had to shut, like, I think they maybe make cats. It in California, where the factories were shut down for a long period of time, and now they think they're shut down again. Yeah, so many, there one person is moving out of Los Angeles and going to Texas. Taking their business with them. They probably already purchased the land and is starting to build. I know Tesla is moving to Texas. Yeah, at least it's truck production. And then Joe Rogan's moving to Texas. And then anybody that is making lots of money, they're gonna just get out of LA because the taxes are so too high. So where Tesla moving to Texas, like Austin? Probably somewhere near, not near a city. I would. No one wants to near live not Austin right now. Did you hear just a protester in Austin, Texas just got shot? Cô chú ơi, hôm nay là tới ngày chay đi bơi này cô chú. Bây giờ hiện tại bây giờ là bơi á, là lúc 12:50 thì bây giờ là 12:15 sẽ 15-20 phút lái xe tới chỗ đó. Hát cà hai mai fan đi chơi. Trời ơi, hồi nãy nó làm tôi bất ngờ. Thôi đi đi, đừng có nhiều chuyện, hết giờ hết ngày. Trời ơi, giờ còn ra nói chuyện bà đã mất hết 5 phút nữa đây chơi. Trời ơi, đi đi chay ơi. Trời. Now I'm taking her to a swim class. You go for swimming? Yeah, go for swimming. Yeah, it's so beautiful.
Bà nói nó đẹp quá đi thôi. Oh my god, you look so beautiful. Say thank you. Thank you. She's so happy. She goes every day? No, yeah, she can go every day, but I take her once or two times a week. Where at? At Awatat. Okay. Oh my god, look how many ladybug you have. You like it? Wow, you like ladybug? Yeah, I love ladybug. Aww. Oh my god, JD, look how many ladybug. Trời ơi, coi bà kìa. Trời ơi, đá mà bà vẽ thành con bọ cánh cam, bà xếp cho một hàng. You are so beautiful. Wow. JD, that ladybug. Look, here's bee, JD, here's some bees over here. Oh, wow. Look, bees. Bà tự vẽ luôn á. Trời, bà vẽ ong nữa nè. Yeah, wow, very creative. Thank you. You can have it. You want? No, JD. She can put it in a garden. Okay. You can you say thank you? Okay. Okay, let's go. Say bye-bye. Go bye-bye. You want to save it or you want... Thank you. Thank you. Trời, đi đi. Trời. Trời ơi, còn thấy luôn. Sáng, sáng tổ. Rất là sáng tổ. Bye-bye. Trời ơi, để chút nữa lên xe kể cho cô chú nghe. Cái nhạc chuông của Ngọc á là nhạc chuông của bài Sick Enough to Die. Là cái bài đó của một ca sĩ của người Hàn Quốc á. Hồi đó là cái thời... Trời ơi, cái gì có xe rồi? Cái lo vừa nói vừa ấy không ơi. Oh, so hot. Oh, it's so hot. Nóng quá trời, nóng không chị ơi? Lạnh lắm, mát lạnh. À, bây giờ để mẹ mở máy lạnh lên cho nha. Ok, bây giờ là lên xe là đi bơi nè, để kể cho cô chú nghe. Cái nhạc chuông của Ngọc á, là cái bài Sick Enough to Die của một ca sĩ người Hàn Quốc mà bài đó lâu dữ lắm rồi. Nếu mà ai đúng rồi, nếu mà ai ở thế hệ 8X, 9X á, thì sẽ biết cái bài đó như Sick Enough to Die. Fish Die. Fish Die đâu mà Fish Die, người ta là Sick Enough to Die. Rồi cái hả, mỗi lần mà nhạc chuông Ngọc lên á thì nó sẽ hát cái bài đó. Cái bài kia hát là I can't gì đó, I can't be in beside of you, I want you to stay away from my heart. Đúng không? Là bây giờ tự nhiên hồi nãy nó đứng đó hát, nó hát là I can't be in beside of you. Đúng không? Con hát lại bài đó cho cô chú nghe mẹ coi. Không, cái bài đó sai rồi. Cái bài đó là bài Aladdin. Còn cái bài mà cái bài hát nhạc chuông của mẹ. I can't be in beside of you. I hold you away. Không, bài cái bài đó sai rồi. Cái bài đó là bài Aladdin và cái đèn thần. I hold you away. I shine sun blended. Dạo này là hát dữ lắm nha. Dạo này là hát là hơi bị dữ đó. I hold you away. Thôi mẹ muốn con hát cái bài cái nhạc chuông của mẹ. I can't be in beside of you, I want you to stay away from my heart. Hát đi. I can't be in beside of you. Hát đi. Hold you away. I shine you shine. Mẹ mới phê với cô chú vậy nó cũng chơi mẹ vậy hả chị? I can't be in beside of Jade, I want you to stay away from my heart. Để mày trả lời điện thoại cái nghe không, chờ mày chút nha. Dạ con nghe cô Diệp ơi. Đây. Dạ, dạ, ok. Dạ. Cô đang bệnh, cô bán. Quẹo. Mẹ quẹo, mẹo quẹo, quẹo, mẹo quẹo, quẹo, quẹo. Mẹ quẹo, 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 quẹo. Dạ không, em đưa cho anh cái số phone khác nha. Cái số này em không có làm sale. Để em nhắn qua tin nhắn ha. Yep. And
Rồi cái cho em địa chỉ nha. Địa chỉ với tên người nhận. Ok, thank you, bye bye. Want you to stay away from my heart. Hát đi cháy. Hồ yêu quá. Trời ơi con này. I shine, shine, landed. I tell you to go. A whole new world. Not a whole new world. A shining. Not my shining. I landed high. I flip that down. Let it go, can't hold it back anymore. Dạ. Rồi cái lời thứ hai, let it go. Đó mẹ, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away. Okay. Stop in the door. Here I stand. Let the storm rage on. The cold would never bite. Con không biết hát, mày chỉ con hát mà con làm gì vậy? Đúng rồi, hát là mình phải diễn tả, mình phải đưa tay lên, đưa tay xuống rồi biết không? Để mình giữ nhịp rồi, hiểu biết không? Phải coi, hoặc là nhịp. Let go, let go, hãy hơi the back anymore. Let go, let go. Turn away and slam the door. Here I stand. I go and die to that. Let the storm rage on. The cold would never bother me anyway. Đúng không? Quá hay luôn, đúng rồi đó. Rồi hát lại coi. Hát lại. Let it go. Let it go. We hold it back. The cold will never bother me anyways. Hát lại coi. The cold will never bother me anyways. Nhiều chữ lắm. The cold will never bother me anyways. Can you say it? The cold will never bother me anyways. Hát nhanh lên. The cold will never bother me anyways. Hát đi chị. The cold will never bother me anyways. Thôi hát bài của mẹ đi. Bài của mẹ hay hơn. Thôi hát bài For the First Time. First time forever. There'll be music. There'll be light. For the first time forever. I'll be dancing through the night. For the first time forever. Did we miss it? Did we lie? My first time forever. Don't we miss it? Did we lie? My first time forever. For the first time in forever, there'll be music, there'll be light. For the first time in forever, I'll be dancing through the night. Thấy không? Cô thấy hai cái khúc nó khác nhau không? Nó cũng là for the first time in forever, nhưng mà cái khúc trên và cái khúc sau nó khác nhau.
nên là mình phải hát cái giọng khác. Let go, let go, I hold back anymore. Let go, let go, I have turn a away. What? The cold will never bother me anyways. Hey, là dạo này rất là cuồng. Cuồng gì qua này, cuồng Frozen Elsa nè nè. Rồi bây giờ con hát bài của mẹ đi. Mẹ hát đi là cô. Không, I can't be it. Mẹ hát đi là cô. Mẹ mới hát lại đi cô rồi. Mẹ hát đi là cô. Are you being silly? Yeah. Are you being silly, silly? Are you being silly? Yeah. Yeah. Mommy, let go. Let go. And hold it back anymore. Let go. Let go. And hold it back. Bây giờ con hôm qua con không có nói được cái chữ này, bây giờ con nói lại cho mẹ nghe coi. Costco. Costco. No, Costco. 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 Cost. Can you say cost? Cost. Cut. No. Cost. Cut. Cost. Costco. Costco. Có chữ S nữa, Costco. Costco and S. Can you say Costco? Costco. Okay. Can you say cost? How much does this cost? Lấy ở xa. Lấy ở xa đâu lấy? Lấy ở xa mấy cấp đâu có lấy? Lấy ở xa.